bạn, chào mừng quay trở lại với trang console.vn. Và hiện tại thì Tâm đang có mặt tại gian hàng của Mitsubishi trong triển lãm VMS 2022. Và bây giờ Tâm sẽ rất là muốn giới thiệu với các bạn sơ qua một vòng các cái mẫu xe được trưng bày tại cái gian hàng Mitsubishi ở trong cái đợt triển lãm năm nay. Đầu tiên, các bạn có thể thấy là chiếc Xpander luôn đặt ở cái vị trí gọi là hàng đầu luôn, bởi vì nó là ông vua doanh số của Mitsubishi rồi. Đến giờ phút này thì là Mitsubishi đã bán được hơn 70.000 xe Xpander ra thị trường. Là các bạn biết được là cái độ phủ cũng như là cái sự thành công của Xpander tại thị trường Việt Nam nó lớn như thế nào. Phía sau này chúng ta sẽ có mẫu trưng bày là chiếc Pajero Sport, rồi chúng ta có Outlander, và các bạn có thể thấy được ở trên cái mục sân khấu trên kia đó chính là cái chiếc concept XFC mà hôm trước Tâm đã gửi được một cái clip giới thiệu và đánh giá về cái mẫu xe đó rồi. Và ngày hôm nay thì nó sẽ là cái trung tâm và là cái ngôi sao của cái gian hàng Mitsubishi. Và cái mà Tâm đang muốn chia sẻ với các bạn nhất là các bạn hãy nhìn lên trên cái màn hình kia cũng như là cái dòng chữ phía dưới này, Adventure Together. Đây là cái thông điệp mà Mitsubishi muốn gửi tới khách hàng ở trong cái đợt triển lãm VMS 2022 này. Và Adventure là cái hướng mà Mitsubishi đang rất là đang hướng tới cho khách hàng, có nghĩa là một cái xe chúng ta có thể đi gia đình, có thể đi du lịch, đi trải nghiệm, đi khám phá. Và một nhân tố rất đặc biệt, không phải lần đầu nhưng lần này chúng ta sẽ được trao đổi với lại anh Phát Trần, là một trong hai tay đua của đội AK Racing. Đây, chào anh. Hello, chào anh. Anh say hello với mọi người trước đi. Hello, mọi người, chào Tâm. Dạ, thì đây là cái chiếc mẫu xe Triton, chiếc bán tải Triton. Thì đây là Tâm đã làm quá nhiều clip về Triton rồi, cho nên là nó không có mới. Nhưng các bạn hãy nhìn kỹ nha, cái con này nó cũng là Triton nhưng mà nó lạ lắm. Nó được thay đổi rất là nhiều bởi vì nó là cái chiếc xe đua của đội AK Racing và đã tham gia cái cuộc đua Road Rally ASEAN, là đua xuyên các quốc gia Đông Nam Á, được tổ chức thường niên. Và sau 2 năm Covid thì năm nay là mình cũng tiếp tục tham gia nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Năm lần đầu tiên mình tham gia là 2019. Đúng rồi. Và năm nay là 2022 là mình sẽ tiếp tục tham gia nữa. Đúng rồi. Ngày 2019 là cái lần đầu tiên mà đội mình tham gia. Mình có được hạng mấy anh? Hạng 5 trong trong một cái lớp phân khúc. Yeah. Và hạng 17 trong tổng cộng bao nhiêu đội anh? Tổng cộng 38 đội. 17 trên 38 đội, có nghĩa là lần đầu tiên mình tham gia một cái giải đua mà đã gọi là trên 50% rồi. Có nghĩa là mình nằm trong top đầu rồi. Thì đây là một cái sự thành công rất là lớn. Và anh có thể chia sẻ là thứ nhất là em biết là Mitsubishi không có tài trợ đâu. Em biết. Vậy thì tại sao AK Racing lại chọn Triton để làm cái xe để tham gia cho cái cuộc thi này? Thật sự mà nói, Triton là được cái động cơ và cái hộp số đó rất là bền. Yeah. Máy thoát, yeah. Hộp số nó chuyển số nó nhanh. Thêm hộp số là có khóa vi xe trung tâm Super Select. Yeah. Nó rất là năng động trong cái vấn đề mà chuyển cầu hay là vấn đề mà chạy địa hình. Đặc biệt là rally, đúng không? Ví dụ như nếu mà off-road là mình khóa visa trung tâm lại. Nhưng mà nếu mình chạy rally thì mình vẫn muốn có dẫn động bốn bánh nhưng mà visa mở. Đúng rồi. Thì chỉ có một mình Triton làm được chuyện đó. Đúng rồi. Cho nên là vì lý do đó cho nên là nếu mà muốn đua rally, đua off-road thì có thể cái gì cũng được, nhưng muốn đua rally thì đây là số 1. Thì đây là. Và đặc biệt thêm một cái nữa là Triton cũng là một trong những mẫu bán tải nhẹ nhất trên thị trường luôn. Cái việc mà giảm trọng lượng nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả cuộc đua ghê lắm. À, trục cơ sở là ngắn nhất trong phân khúc. Cho nên là cái việc mà xoay trở nó nhanh, đúng không anh? Đúng rồi, nó gọn. Anh có thể chia sẻ thêm với mọi người là cái xe này đã nâng cấp những gì so với nguyên bản không? Em biết là nhiều lắm. Nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình kể những cái chi tiết sơ ở ngoài cho mọi người nhìn thấy đi. Ở cuộc đua rally thì cái bảo vệ người chạy và cái người dẫn đường, con driver á, là cái khung gương xây, khung chống lực. Nó không phải là khung bảo vệ an toàn. À. Là khi lỡ có những cái tình huống xấu xảy ra, và những cái thiết bị như là chip master, những cái gọi hỗ trợ cho vấn đề mà mình đi. Tiếp theo là những cái như những cái thảm nỉ rồi này kia, những cái chống ồn của xe mình phải bóc ra hết trừ trường hợp nó cháy. Rồi những cái mặt cửa rồi này kia mình phải thay là bằng nhôm, để nếu mà có va chạm thì nó cũng sẽ hạn chế được cái tác động lực của bên ngoài. Hệ thống treo, em nghĩ là hệ thống treo là một trong những cái rất là quan trọng. Cái hệ thống treo nó ổn định, mình kiểm soát được thì mình mới có khả năng là phát huy được cái tính năng còn lại của chiếc xe.
Rồi ví dụ như thêm một cái chi tiết nhỏ này thôi, nắp capo tại sao mình không có dùng gật gật như nguyên bản? Tại vì mình chạy cái đường nó xấu lắm thì có thể là nắp capo nó bật bất cứ lúc nào, thì có những cái chốt và chốt cơ để mà mình tháo ra mình sử dụng cơ thôi. Thế này thì được cái là bảo đảm cái nắp capo không bao giờ bị bung lên. Đúng rồi. Và có một cái chi tiết nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở chi tiết bên kia kìa. Đó. Đây. Nhiều người sẽ thắc mắc cái này là cái gì nè. Cái này á là giống như cái cúp map mà mình hay gọi á, mà thật ra đó là nó thiết bị mà nó ngắt toàn bộ điện của động cơ và nó tắt luôn động cơ. Và các bạn biết tại sao nó phải nằm ở bên ngoài xe không? Tại vì đôi khi á, khi mà cái xe nó gặp tai nạn rồi á, thì cái người bên trong xe có thể là sẽ không thao tác được. Nhưng mà cái người bên ngoài xe, những cái nhân viên cứu hộ á, của đường đua á, là họ sẽ ngắt cái này để bảo vệ cái việc cháy nổ. Đúng rồi. Để mà họ tắt hết nguồn điện trên xe để nó tránh cái việc cháy nổ đi. Và cái này nó phải bắt buộc là phải lắp bên ngoài để những cái người cứu hộ có thể can thiệp được. Đó, ống thở. Rồi một cái câu hỏi mà em rất là thắc mắc luôn. Xe này đổ rất nhiều, tại sao anh đi mâm zin? À, đây mình nghĩ à, tại mình không muốn đi nó lòi ra, thì cái khả năng mà vô cua của mình đó, nó không có linh hoạt bằng cái mâm zin, và cái mâm zin nó rất cứng. Nó được cái sự chuẩn của cái nhà máy khi mà bán thương mại ra thị trường thì nó được kiểm định rất tốt rồi, nên mình sử dụng mâm zin. Cho nên là xe đua là quan trọng là hiệu quả chứ không phải là quan trọng là đẹp không, đúng không anh? Đúng rồi, quan trọng là hiệu quả. Ok, rồi em chân thành cảm ơn anh Phát đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị cho những ai mà yêu Mitsubishi và những ai mà muốn thử sức mình với lại rally. Rally thì nó khác với off-road. Rally là chạy đường xấu, tốc độ cao, chứ không phải là off-road là đi những cái đường mà off-road là không có road luôn rồi. Cho nên là ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Mitsubishi, luôn ủng hộ cho AutoZone. Và các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy luôn ủng hộ cho AK Racing nữa, vì đây có lẽ là cái team rally đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại của Việt Nam mình đi ra thi đấu ở quốc tế. Cho nên là vì lòng tự hào dân tộc, các bạn hãy nhớ ủng hộ cho AK Racing nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người.